Xin chào các bạn đã quay trở lại với TechMag và đây là TechMenu. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về smartphone chính thức của cha đẻ Android. Không phải là Google Pixel đâu. Cuối cùng sau nhiều tin đồn lẫn hình ảnh rò rỉ thì mới đây Andy Rubin, người được coi là cha đẻ thật sự của hệ điều hành Android, đã cùng với các cộng sự của ông tại Essential Product đã trình làng chiếc điện thoại của riêng mình với tên gọi là Essential Phone. Dù đây mới chỉ là một sản phẩm đầu tay của Andy Rubin, nhưng mà chiếc Essential Phone đã được giới chuyên gia đánh giá rất cao và tỏ ra thực sự khác biệt với mặt bằng chung của thị trường hiện tại. Từ kiểu dáng thiết kế cho đến tính năng, phần mềm bên trong, qua đó tỏ rõ tham vọng của Essential Product trong việc tạo ra được một chỗ đứng, không cứng chỗ đó, nhưng mà nói chung là có chỗ đứng riêng của họ trên một thế giới di động vốn đang rất đông đúc hiện nay. Có thể thấy thì sự khác biệt và tham vọng của Essential Phone đã thể hiện ngay từ thiết kế bên ngoài của chiếc điện thoại này. Essential Phone được trang bị một màn hình có viền siêu mỏng, tương tự như chiếc Xiaomi Mi Mix và được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 5. Tuy nhiên điểm khác biệt là nó lại có cụm camera trước ở chính giữa đỉnh máy và ăn một phần vào phần trên màn hình, chứ không phải là đặt camera trước xuống phần dưới máy. Không rõ là Essential có dụng ý gì khi mà làm vậy, nhưng mà điều này thực sự khá là thú vị vì chưa có một chiếc điện thoại nào khác có thiết kế tương tự cả. Phần khung máy được gia cố cực kỳ chắc chắn với chất liệu titan, cứng hơn rất nhiều so với việc sử dụng khung nhôm trên phần lớn smartphone cao cấp hiện nay. Lưng máy được làm bằng gốm và phần lưng cũng là điểm tạo nên sự khác biệt cho chiếc điện thoại này, bởi nó còn được trang bị thêm hai chân từ tính kết nối với các phụ kiện module bên ngoài khác của Essential như là camera 360 độ này, hoặc là vỏ sạc không dây. Cách làm này của Essential tương tự như những chiếc Moto Mode của dòng điện thoại Moto Z, và dĩ nhiên là chúng đều thuộc hàng của hiếm trên thị trường. Essential Phone không hề được in bất kỳ logo nào của công ty lên, bởi Andy Rubin cho biết là Essential muốn khách hàng sở hữu chiếc điện thoại này đều cảm thấy rằng nó thực sự là thuộc sở hữu của họ, chứ không phải là thuộc về một công ty sản xuất ra nó. Tức là khả năng cá nhân hóa thiết bị được Essential đặt lên hàng đầu, và điều này thực sự có lợi về mặt tâm lý cho người dùng. Thậm chí đây cũng có thể coi là một chiêu marketing rất là khôn ngoan của công ty. Về cấu hình thì sao? Một thiết bị cao cấp nên dĩ nhiên chiếc Essential Phone được trang bị phần cứng xử lý cao cấp nhất trong năm nay và ngang hàng với các flagship hiện tại gồm Vizly Snapdragon 835 RAM 4GB bộ nhớ trong 128GB UFS 2.0, màn hình 5.7 inch Quad HD 2560x1312 tỷ lệ 1910. À cái này mới nha. Camera kép 13MP cùng một ống kính đơn sắc và một ống kính màu RGB, tương tự như là chiếc Huawei P9 trước đây. Camera trước 8MP, thiết bị cung cấp khả năng quay video 4K, cảm biến vân tay, một chạm ở mặt lưng, pin 3040mAh, tích hợp sạc nhanh, cổng kết nối USB Type-C, jack tai nghe 3.5 đã được loại bỏ và thiết bị cũng không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài luôn. 128GB thì hỗ trợ làm gì nữa. Về phần mềm thì đây cũng là một điểm khác biệt của chiếc Essential Phone khi được trang bị một phiên bản Android tùy biến mang tên là Ambient OS. Nhưng khác với hầu hết các bản custom ROM của các nhà sản xuất Android khác thì vốn bị cài cắm quá nhiều phần mềm vô dụng, thì Essential cho biết là Ambient OS sẽ hứa hẹn là một Android cực kỳ sạch sẽ và chỉ cài đặt các phần mềm tương tự và thực sự là thông dụng mà thôi. À mà tương tự gì nhỉ? Không có tương tự. Ambient OS cũng được công ty hướng đến sử dụng như là một nền tảng mở, phục vụ cho Internet of Things, cho phép nhiều loại ứng dụng dựa vào đó để tăng cường sức mạnh cho hệ thống. Ví dụ như là nhà thông minh, vân vân. Tuy nhiên thì nó ở mức cao hơn khi mà tính bảo mật về dữ liệu người dùng được tăng cường. Ambient OS cho phép người dùng điều khiển các thiết bị nhà thông minh trực tiếp qua hệ thống mạng nội bộ thay vì phải lấy các hàm API hay là dữ liệu lên mây. Khả năng tương tác giữa người dùng và nền tảng này sẽ là phần lớn thông qua sử dụng giọng nói. Ambient OS cũng được trang bị trợ lý ảo AI riêng biệt chứ không phải là sử dụng Google Assistant. Về giá bán thì chiếc điện thoại này của Andy Rubin sẽ được niêm yết với mức giá khoảng $700 tại Mỹ, tức là cao hơn một chút so với iPhone 7, nhưng mà ngang hàng với cả Galaxy S8. Nhà sản xuất cũng cung cấp một gói mở rộng gồm một chiếc camera 360 độ bán kèm cho chiếc điện thoại này với giá là $50 mà thôi. Essential Phone sẽ hoạt động trên hầu hết các băng tần mạng 4G trên thế giới và hoạt động trên cả hai loại mạng GSM và CDMA, tuyệt vời chưa? Người dùng tại Mỹ đã có thể đặt hàng điện thoại từ bây giờ, nhưng sẽ phải chờ đến tháng 7 mới nhận được thiết bị chính thức, và nhiều khả năng đó cũng là khoảng thời gian bán ra chính thức của Essential Phone. Nhìn chung thì có thể thấy chiếc điện thoại đầu tay của cha đẻ Android đang tỏ ra khá thú vị và có phần khác biệt rất lớn so với những nhà sản xuất điện thoại còn lại hiện nay, ít nhất là ở việc nó không in logo lên máy, cũng như là màn hình khá đặc biệt. Essential Phone hứa hẹn sẽ đem đến một làn gió mới, có khi là một cơn bão mới, và là một lựa chọn thú vị cho những người yêu thích sự mới lạ. Tuy nhiên có vẻ như chừng đó là chưa đủ để có thể cạnh tranh được hiệu quả so với iPhone hay là Samsung Galaxy, ít nhất là thời điểm hiện tại. Còn các bạn nghĩ sao nếu như Essential Phone trông nó như thế này được ra mắt?
và về Việt Nam với mức giá hời một chút đi, thì liệu các bạn có chọn nó hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của mọi người về ngoại hình, hay là về cấu hình, hay là về giá tiền, hay là về ABCXZ của nó vào phần bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ, mình sẽ phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.